Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 106. Bài toán này là bài toán yêu cầu tìm công thức của hai ancol. Ở đây chú ý một điểm. Thứ nhất là m lớn của một ancol sẽ bằng m lớn của một ete tạo ra. À, như vậy cái dấu hiệu quen thuộc rồi. Khi mà có dấu hiệu này thì các em có hai trường hợp thôi. Trường hợp 1, hai rượu đó là CH3OH và C2H5OH. Trường hợp thứ hai là C2H5OH và C4H9OH. Đó, đó là hai trường hợp mà các em cần phải khắc cốt ghi tâm luôn để các bạn có thể tiết kiệm thời gian. Cụ thể, thầy sơ đồ hóa bài toán. Đề thi cho khối lượng không đổi được về mol, thầy nghĩ đến bảo toàn khối lượng. Kết quả bảo toàn khối lượng thì tính ra số mol nước là 0,05 mol. Nước là 0,05 mol thì kết quả thầy dùng quan hệ mol thì tính ra tổng mol rượu bằng 0,05 nhân 2. Như vậy, để tìm công thức của hai rượu thầy tìm m trung bình. M trung bình bằng 51,6. 51,6 thì phải có một rượu lớn hơn 51,6. Vậy là C4H9 và C2H5OH làm cặp nghiệm cần tìm rồi. Đó, loại trường hợp là CH3OH và C2H5OH. Như vậy tìm ra hai rượu, sau đó các em tìm ra số mol rất là đơn giản. Gọi x và y, các em có phương trình số 1 là x cộng y bằng 0,05 nhân 2, tức là tổng mol đó. Phương trình thứ hai là tổng khối lượng là 46x cộng 74y. À đây thầy gọi là 46x này cộng với 74y này thì kết quả bằng 5,16. Và các em tìm ra x bằng 0,08 và y bằng 0,02. Và tương ứng với phần trăm sẽ là 80 và 20. Đáp án này gọi là C.